Cụ thể, ngày 3 tháng 6 vừa qua, Cục Quản lý Dược của truyền gửi công văn đến Sở Y tế, Bắc Giang, Bắc Ninh. Sau đó 20 ngày, ngày 24 tháng 6, Cục này lại gửi công văn tới Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai. Nội dung công văn ghi rõ hướng dẫn sử dụng sản phẩm y học của truyền, dược liệu trong phòng và hỗ trợ điều trị COVID-19. Trong đó có tên viên nang cứng COVID, đồng thời đề nghị các sở sử dụng cho người bệnh nhiễm virus SARS-CoV-2, đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu và đối tượng cách ly F1. Chưa dừng lại ở đó, ngày 24 tháng 7, Bộ Y tế ra công văn gửi các sở y tế, bệnh viện trên cả nước, đề nghị sử dụng 12 loại thuốc, dược liệu phòng chữa bệnh COVID-19. Một lần nữa, viên năng cứng Covia của công ty cổ phần sao Thái Dương lại xuất hiện. Qua tìm hiểu của phóng viên, có nhiều dấu hiệu bất thường từ công văn liên quan đến viên năng cứng Covia. Đó là năm 2020, sản phẩm Covia từng bị Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế cảnh báo quảng cáo gây hiểu nhầm có công dụng dự phòng, điều trị hoặc hỗ trợ điều trị COVID-19. Thậm chí thời điểm Cục Quản lý Dược của truyền gửi công văn đề nghị sử dụng viên năng cứng Covia còn chưa nhận được đăng ký bản công bố với sản phẩm này từ phía công ty Sao Thái Dương. Phải đến ngày 25 tháng 6 mới được cấp phiếu tiếp nhận bản công bố. Vậy mà không hiểu vì lý do gì, từ Cục Quản lý Dược của truyền đến Bộ Y tế vẫn đưa viên năng Covia vào danh sách hướng dẫn sử dụng thuốc của truyền, sản phẩm dược liệu để phòng, chữa trị cho bệnh nhân COVID-19.